Thưa quý vị, hiện tiến độ xây dựng sân bay Long Thành đang chậm, trong đó các hạng mục công trình chính như nhà ga, đường cất hạ cánh chưa hoàn thành thiết kế. Nguyên nhân được Bộ Giao thông vận tải cho là do Covid-19 bùng phát và giãn cách xã hội, nên việc quy động nguồn nhân lực, nhất là nhân lực nước ngoài để thiết kế, khảo sát gặp nhiều khó khăn. Bộ Giao thông vận tải cũng thừa nhận đã xuất hiện những nguy cơ chậm tiến độ dự án, như tiến độ xây dựng tường trào bị chậm do thiếu mặt bằng, Công tác thiết kế săn nền bị chậm nên việc săn nền phục vụ khởi công nhà ga dời sang năm 2022. Vì vậy, bộ này đã đề nghị giải quyết chức điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư, đề nghị thành lập tổ công tác liên ngành xử lý các dướng mắt.